Hình tượng công chúa chuyến binh của loạt hình Raya và Rồng Thần cuối cùng được xác nhận là lấy cảm hứng từ giai thoại về Hai Bà Trưng của Việt Nam, lấy cảm hứng từ nền văn hóa Đông Nam Á. Bom tấn hoạt hình Raya và Rồng Thần cuối cùng của Disney đã khiến cả thế giới phải chú ý vì nội dung, hình ảnh mới lạ. Nhân vật chính của phim là nàng công chúa Raya cũng được lồng tiếng bởi nữ diễn viên Kelly Marie Tran gốc Việt. Bên cạnh Raya, bộ phim hoạt hình này còn có một nàng công chúa nữa tên là Namaari. Namaari là kẻ thù của Raya, luôn luôn tranh đấu để giành quyền sở hữu các mảnh ngọc rồng. Mặc dù đối đầu nhau, cả Raya và Namaari đều vô cùng mạnh mẽ, đồng thời vẫn sở hữu nét đẹp, sự tốt bụng trong tâm hồn. Trong một bài phỏng vấn, biên kịch Adolin Lim của Raya và Rồng Thần cuối cùng đã chia sẻ nguồn cảm hứng cho hình tượng hai nữ chiến binh này, không ai khác mà chính là giai thoại về Hai Bà Trưng của Việt Nam. Trong sử sách, Hai Bà Trưng là những thủ lĩnh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, với Trưng Trắc trở thành Trưng Nữ Vương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử Việt Nam. Nhờ giai thoại cưỡi voi rửa nợ nước, trả thù nhà đầy mạnh mẽ của Trưng Trắc và Trưng Nhị, đoàn làm phim Raya và Rồng Thần cuối cùng cũng đã bị thôi thúc để làm ra một tác phẩm tương tự với hai nhân vật nữ hùng mạnh, thông minh. Khi xem phim, nhiều khán giả cũng sẽ phải xúc động trước mối quan hệ giữa Raya và Namaari, những người phụ nữ tài giỏi bị đặt vào thế đối đầu chỉ vì nghịch cảnh của xã hội. Trong Raya và Rồng Thần cuối cùng, khán giả Việt cũng có thể bắt gặp một số chi tiết đến từ Việt Nam. Vùng đất Long Tâm, Huế với địa hình nhiều sông, nước và các tảng đá lớn cũng được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Nhân vật Raya gọi cha mình là Ba trong tiếng Anh, cũng giống như người Việt. Raya và Rồng Thần cuối cùng có nhiều phân đoạn hành động rượt đuổi, đánh đấm thú vị, chân thực. Ekip học tập các thế võ cổ truyền như Pencak Silat Indonesia, Muay Thái Thái Lan và Võ Viêt Nam của Việt Nam cho các cảnh giao đấu trong phim. Các nhân vật sử dụng vũ khí lấy cảm hứng từ Kris, loại vũ khí cổ xưa của các bộ tộc ở Indonesia. Phim cũng được khen ngợi ở khâu lồng tiếng, diễn thoại. Minh tinh Awkwafina có màn hóa thân xuất sắc khi thể hiện được tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh của cô rồng Sisu. Kịch bản Raya và Rồng Thần cuối cùng cũng mở ra nhiều cánh cửa tiềm năng cho hãng phim nhà chuột tiếp tục đào sâu, khai thác. Giới phê bình dự đoán nếu phiên bản điện ảnh thành công, Disney hoàn toàn có thể làm tiếp các phần hậu truyện, ngoại truyện về các tiểu vương quốc, nhân vật trong phim. Đặc biệt, họ cũng dự đoán các ý tưởng về phiên bản series. Truyền hình đang được ekip thay ngén để phục vụ cho dự án phim trực tuyến Disney+. Tại thảm đỏ trực tuyến công chiếu bộ phim Raya và Rồng Thần cuối cùng trên toàn thế giới, nữ diễn viên Kelly Marie Tran cũng khiến cho nhiều người Việt tự hào khi cô diện một chiếc áo dài và đeo mấn lộng lẫy. Hình ảnh này mang ý nghĩa sâu sắc về cội nguồn của nữ diễn viên, đồng thời họa tiết trên áo dài cũng có ý nghĩa phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn, phần nào nhắc đến quá khứ bị phân biệt ở Hollywood của Kelly và cách mà cô vượt qua mọi thứ. Raya và Rồng Thần cuối cùng là một dự án đầy tham vọng của Disney nhằm tới thị trường Đông Nam Á. Trên tinh thần đề cao sự đa dạng văn hóa, ekip thể hiện được sự tỉ mỉ trong khâu nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm của người dân nơi đây và tái hiện chúng lên màn ảnh qua những khung hình sống động, đầy màu sắc. Cùng với đó, thông điệp phim được truyền tải nhẹ nhàng, giúp đem tới những phút giây giải trí, thư giãn tuyệt vời cho khán giả. Raya và Rồng Thần cuối cùng cũng được giới phê bình đánh giá cao. Hiện đạt điểm tích cực lên đến 96% trên tổng 157 bài nhận xét, theo số liệu thống kê của Rotten Tomatoes. Hiện tại, bộ phim Raya và Rồng Thần cuối cùng đã khởi chiếu và nhận về rất nhiều lời tán dương của khán giả cũng như giới chuyên môn. Trang Entertainment Weekly cho rằng bộ phim mang lại xu hướng nữ quyền đương đại và tươi sáng, tác phẩm đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Nhân vật chính của phim do nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran lồng tiếng, cô sinh năm 1989, hiện đang định cư tại San Diego và có cha mẹ đều là người Việt Nam. Trước khi tham gia lồng tiếng cho bộ phim, nữ diễn viên được biết đến nhiều qua vai diễn Rose Tico trong hai tác phẩm điện ảnh ăn khách Star Wars The Last Jedi năm 2017 và Star Wars The Rise of Skywalker năm 2019. Ngoài ra, cô cũng từng tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình The Croods: A New Age năm 2000 và sắp tới là series Monster World năm 2021. Dù là một diễn viên nổi tiếng tại Hollywood, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1989 đã từng thẳng thắn bày tỏ trên tạp chí The New York Times: "Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên diễn vai chính trong một phần của loạt phim Star Wars. Tôi là phụ nữ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí Vanity Fair. Tên thật của tôi là Loan và câu chuyện về tôi mới chỉ bắt đầu."